Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio, siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 4415 đến 4419, tập 4415, dọc theo cầu đá, hắn bước vào hắc ám sương mù dày đặc bên trong, chỉ cảm thấy chung quanh trong bóng tối mặt, có vô số ma vật đang gầm thét, nhọn tiếng gào muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta, diệp thần trong mắt nơi gặp, toàn bộ là hắc ám dơ bẩn đồ, thối giữa cục thịt, máu đỏ con ngươi đùng đưa xúc tu vân vân những thứ này hắc ám giờ bẩn xa so diệp thần trước kia đã gặp còn kinh khủng hơn được nhiều sau lưng rõ ràng có ma nữ ý chí chống đỡ võ tổ đạo tâm bảo vệ diệp thần vận chuyển võ tổ đạo tâm bảo vệ tinh thần mình từng bước một đi về phía trước ở nơi này vậy hắc ám địa phương quỷ dị thậm chí còn có ma nữ ý chí sống động hắn coi như là dùng luân hồi thánh hồn thiên cũng chưa chắc có thể ngăn trở dẫu sao Luân hồi thánh hồn thiên là thế giới hiện thật đệ nhất thần khí, ở thế giới hiện thật bảo vệ vô địch, nhưng đối mặt không không thời không hắc ám dơ bẩn, nhưng chưa chắc có thể làm được hoàn mỹ bảo vệ, thật may, diệp thần võ tổ đạo tâm, nhưng là vô cùng vững chắc, đủ để chống đỡ hết thảy hắc ám, chân trời, người tới nhìn ta sao, hắc ám bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm u oán chỉ gặp một cái tuyệt đẹp cô gái đầu đen, từ hắc ám trong sương mù nổi lên, chính là ma nữ, giờ khắc này diệp thần thi triển võ tổ đạo tâm trên mình mang theo võ tổ nhân quả ma nữ thấy một màn này không biết là thần kinh thác loạn vẫn là cái gì rốt cuộc lại đem diệp thần nhận lầm thành võ tổ diệp thần thấy ma nữ xuất hiện cũng không biết nàng là ảo ảnh vẫn là bản thể cái gì hắn chỉ cảm thấy rất nguy hiểm nếu như tiếp tục ở lại chỗ này mình tùy thời phải bị ma nữ kéo nhập trong vực sâu đi nắng ban mai gió nhanh diệp thần không nói hai lời lập tức sử dụng nắng ban mai gió quanh người tập tục thêm thân nhắm mắt lại bước nhanh dọc theo cầu đá đi về trước bay vút đi hắn nhắm hai mắt không thấy được chung quanh hắc ám dơ bẩn vậy không thấy được ma nữ bóng người đầu óc lập tức liền thanh tỉnh nhiều chân trời ngươi cần gì phải cách ta đi ma nữ thanh âm như tơ như nghị không ngừng truyền vào diệp thần trong lỗ tai diệp thần rợn cả tóc gáy từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra chỉ là một đường đi về trước bay vút hắn cảm thấy dưới chân mình cầu đá thật giống như xuất hiện rất nhiều dơ bẩn sền sạch đồ hình như là xúc tu lại hình như là cái gì thối dựa thịt lại hình như là đạp phải một bãi than nước dơ cùng con giòi các loại khủng bố quỷ dị đồ để cho người không lạnh mà run diệp thần từ đầu đến cuối vận chuyển võ tổ đạo tâm chẳng ngó ngàng gì tới một đường chạy như điên rồi sau đó hắn đột nhiên cảm thấy chung quanh tất cả hắc ám dơ bẩn năng lượng cũng tiêu tản mát hắn bàn chân thật giống như dẫm ở một phiến kiên cố trên đất đặc biệt dây bốn phương tám hướng đều là núi cao cùng mặt đất trầm hậu hơi thở, diệp thần mở mắt ra, nhưng phát hiện mình đã đi ra hắc ám sương mù dày đặc, vậy hắc ám sương mù dày đặc, còn có vô số giờ bẩn, ở sau lưng hắn trong không gian lơ lửng, mà hắn nơi đứng địa phương, không có một chút giờ bẩn dấu vết, chỉ có núi cao cùng mặt đất dày nặng, đây là một phiến nham thạch thế giới, khắp nơi đều là nguy nga đỉnh núi, rừng đá, mặt đất bên trên, có một tòa tòa cổ xưa cung điện. Dùng hoàng kim cùng nham thạch chế tạo, khoáng đạt thở mạnh, những cái kia cung điện bên trong, thật giống như thật nhiều người đang tu luyện sinh hoạt, nhưng Diệp Thần chừng mắt nhìn, những người đó lại không thấy, tất cả cung điện đều là không có một bóng người, hiển hiện ra một cổ năm tháng bi thương, luân hồi chi chủ, người tới, phương xa truyền ra một đạo thanh âm thê lương, năm tháng dấu vết đặc biệt phong phú, Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, liền thấy một người thanh niên nam tử, từ đàng xa trong cung điện chậm rãi đi tới. Vậy chàng thanh niên bóng người, ở từng ngọn vắng lặng cung điện làm nổi bật dưới, lộ vẻ được càng vắng lặng, chàng thanh niên người mặc nham thạch màu sắc áo choàng, da trắng nõn, ngũ quan như đao búa phòng tay tạc vậy rõ ràng, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều là lộ ra một cổ trầm ổn cùng yêu nhã, ngươi là. Nham thần thiên tôn, diệp thần thấy vậy chàng thanh niên, nhất thời rung động, từ vậy chàng thanh niên trên mình, hắn thấy được năm tháng bể dâu, lịch sử nội tình, nham thạch phong phú, còn có trầm ổn như thiên địa hơi thở tựa như chư thiên hết thảy, đều không cách nào dung chuyển thân hình, diệp thần một mắt tới giữa, liền có thể khẳng định, vậy chàng thanh niên, chính là trong truyền thuyết nham thần thiên tôn, cửu thần thời đại cường đại nhất thần minh, là ta, nhâm huynh kêu ta chiếu cố ngươi, đáng tiếc ta ý chí, bị ma nữ che đậy, nếu như không phải là ngươi liều mạng kêu gọi. Ta cũng không cách nào bắt được sự tồn tại của ngươi, nham thần thiên tôn một tiếng thở dài, nói, là ta nhâm phi phàm tiền bối, kêu ngươi chiếu cố ta, người và hắn biết diệp thần rất là khiếp sợ trước kia không nhận biết nhưng hắn sửa đổi đi qua hiện tại ta và hắn là chi giao bạn thân nham thần thiên tôn mỉm cười nói hắn trong trí nhớ vốn là không có nhâm phi phàm tồn tại nhưng ở trước đoạn thời gian chính là diệp thần đột phá thiên huyền cảnh thời điểm hắn trong trí nhớ đột nhiên nhiều hơn một đoạn nhớ lại là cùng nhâm phi phàm kết giao cầm rượu nói vui mừng nhớ lại nham thần thiên tôn biết đây là nhâm phi phàm thay đổi đi qua trở thành bạn hắn Nhâm Phi Phàm là luân hồi hộ đạo giả, danh tiếng cực lớn, trước mấy đời luân hồi chi chủ, toàn bộ chết, chỉ có đời này Diệp Thần, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cái này sau lưng, Nhâm Phi Phàm công lao to lớn, cho nên, ở không không lúc nào không bên trong, vô số cường giả, đối Nhâm Phi Phàm đều là vô cùng bội phục, có thể cùng Nhâm Phi Phàm kết giao, Nham Thần Thiên Tôn tự nhiên cũng vô cùng tình nguyện. Nham Thần tiền bối, ta tới nơi đây, là muốn cầu người hiển linh, hạ xuống bất hủ thần quốc, con dân của ngươi bị tàn sát, cần ngươi ra tay sống lại, ma tộc tàn phá, ngoại địch xâm lược, cũng cần ngươi chấn áp, diệp thần chắp tay, trầm giọng nói, nham thần thiên tôn sắc mặt cũng là trầm xuống, ngắm nhìn diệp thần một mắt, đã dòm ngó thấy tất cả thiên cơ, biết được bất hủ thần quốc phát sinh hết thảy ma nữ không tiếc giá phải trả, ngăn cách ta ý chí, ta không cách nào hạ xuống đến bất hủ thần quốc bên trong đi nham thần thiên tôn nhìn về trong hư không nổi lên hắc ám sương mù dày đặc hơi thở, giếng cổ không dao động trong tròng mắt, cũng là thấm ra một chút bất đắc dĩ, ngươi là chín thần trí cường, chẳng lẽ chính là một cái ma nữ, có thể ngăn cách ngươi ý chí, diệp thần cảm thấy không tưởng tượng nổi, tuy nói ma nữ rất cường đại, nhưng hiển nhiên không thể cùng nham thần thiên tôn so sánh, nham thần thiên tôn lại là một tiếng thở dài, nói là đạo đức thiên tôn lừa gạt ta. Diệp thần sửng sốt một chút, đạo đức thiên tôn, nham thần thiên tôn nói đúng vậy vậy đạo đức thiên tôn từng là ta bất hủ thần quốc chỗ thượng khách cũng coi là bạn của ta mấy ngày trước hắn tìm được ta bảo là muốn cùng nhau đối kháng tử thần giáo đoàn cái gì cùng hắn đi ta nhưng phát hiện ta cái này nham chi quốc độ đã bị ma nữ ý chí ngăn cách chung quanh tất cả đều là hắc ám sương mù dày đặc ta không thấy được cố hương sở tại ta biết là đạo đức thiên tôn cố ý lừa dối ta giúp ma nữ kéo ta bóng tối phong tỏa một khi tạo thành muốn phá giải, vậy thì cần phải hao phí không ít thời gian, hắn lời nói này nói được 10 phần bình tĩnh, coi như bị lừa dối phản bội, thanh âm cũng không có cái gì chập chờn tựa hồ là đã từng trải qua đồ, thực ra quá nhiều, hôm nay bất kỳ sự việc, đều không cách nào kích động hắn tâm cảnh, nguyên lai là đạo đức thiên tôn đang dở cho, diệp thần trong lòng khá là chấn động. Nham thần thiên tôn nói, đạo đức thiên tôn tánh tình, so với trước kia tàn bạo rất nhiều, hoặc là nói, hắn gần đây đều là như vậy chỉ là trước kia không biểu hiện ra hôm nay người đối hắn tạo thành uy hiếp hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi diệp thần im lặng cũng biết mình cùng đạo đức thiên tôn tới giữa ân oán khó mà hóa giải theo tu vi càng ngày càng cao diệp thần vậy bộc phát cảm giác được truyền thuyết kia ở giữa mồi lửa nguyên thật ra thì chính là luân hồi huyết mạch một phần chia luân hồi thất tinh chắc cùng mồi lửa có liên quan thất tinh ở giữa một ngôi sao muốn thắp sáng nói phải dựa vào mồi lửa, nói cách khác, Diệp Thần sớm muộn có một ngày, phải đi cướp lấy mồi lửa, hắn cùng đạo đức thiên tôn tới giữa, nhất định là không chết không thôi, người luyện thành ta long đấu súng, tùy thời có thể xuyên qua sương mù dày đặc, cùng ta câu thông, nhưng, ta là không thể tùy ý hạ xuống, giá quá lớn, người phải biết, ta thật ra thì ở cực kỳ lâu trước kia, liền đã chết, nham thần thiên tôn ngắm nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần đứng xuôi tay, im lặng gật đầu nham thần thiên tôn vung tay lên, đầu tiên là bắn ra một cổ bất hủ khí, như vậy một cái nham long vậy, vườn quanh ở diệp thần trên thân thể, sau đó, hắn lại ban thưởng một đạo phù chiếu, phía trên hiện đầy nham phù văn, ta ban cho ngươi một đạo bất hủ khí, có thể giúp ngươi thúc giục kim trương thần ấn, bộc phát ra thần ấn lớn nhất uy lực, đánh bại thiên tâm lão tổ, nhưng giá phải trả to lớn, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, còn có phù này chiếu. Người vậy cầm, người cầm ta phù chiếu, có thể điều động ta nham thần mắt lực lượng tiêu diệt liệt nhật ma tộc cũng khôi phục ta chết đi tín đồ nham thần thiên tôn đem vậy phủ đầy nham phù văn phù chiếu giao cho diệp thần diệp thần bất hủ khí thêm thân nham thần phù chiếu nơi tay nhất thời cảm thấy vô biên lực lượng chân chính như có thần giúp trở về đi chúc ngươi có thể sớm ngày thu lấy thiên bia nham thần thiên tôn khó khăn được lộ ra một nụ cười vung tay lên liền đem diệp thần đưa vào vậy hắc ám trong sương mù mặt Diệp Thần tiến vào hắc ám xương mù dày đặc bên trong, lại lần nữa bước lên cầu đá, nhưng lần này không có bất kỳ hắc ám dơ bẩn dám đến gần hắn thân thể, bởi vì hắn trên mình còn quấn một đạo bất hủ khí là nham thần thiên tôn ban cho hắn linh khí thập phần cường đại, hơn nữa trong tay hắn còn cầm nham thần phù chiếu đủ để ích dịch hết thảy tà ma. Diệp Thần đặc biệt thuận lợi, không có bị bất kỳ ngăn trở, liền dọc theo cầu đá lần nữa trở lại bất hủ thần quốc, một tiếng nổ. Diệp thần mở mắt ra, thần thức tỉnh hồn lại, chỉ gặp võ giao đỉnh trọng kiếm, còn ở cùng thiên tâm lão tổ đánh giết, diệp thần mới vừa trải qua hết thảy, tựa như chỉ là một chàng huyễn mộng, từ hắn cầm kim trương thần ấn, thử nghiệm câu thông nham thần thiên tôn, đến câu thông thành công, xuyên qua hắc ám sương mù dày đặc, cùng nham thần gặp nhau, cũng đạt được ban phúc, cuối cùng yên ổn trở về, hết thảy tất cả, thật ra thì cũng phát sinh ở ảo tưởng thế giới bên trong, hết thảy tất cả, cũng phát sinh ở trong nháy mắt ngoại giới thời gian chỉ trải qua ba tức không tới ư ừ, thiên tâm lão tổ đang cùng võ giao đánh giết bỗng nhiên tới giữa cảm thấy diệp thần hơi thở cuồng như vậy tăng vọt rất nhiều nhìn kỹ lại liền thấy diệp thần trên mình còn quấn một đạo bất hủ khí tràn đầy thiên đế chủ thần uy nghiêm bàng bạc mênh mông đơn giản là vô địch ô võ giao cảm nhận được liền diệp thần hơi thở thay đổi cũng là kinh ngạc vô cùng rút kiếm lui về phía sau trở lại diệp thần bên người bởi vì nàng biết thời khắc này diệp thần hoàn toàn không cần nàng bảo vệ diệp thần trên mình bất hủ khí năng lượng ba động chân thực quá kinh khủng đơn giản là uy áp chưa thiên thời không như vậy thiên đế chủ thần đích thân tới không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ chuyện gì xảy ra xa xa đa bảo thiên quân thấy vậy cũng là kinh hãi không thôi hắn vốn cũng không phải là diệp thần địch thủ hôm nay lại đi xem diệp thần càng cảm thấy mình là một con kiến hôi đừng nói là hắn coi như là phổ thông tiên đế ở đó bất hủ khí nổi bật hạ vậy giống như là con kiến hôi vậy một đạo bất hủ khí chính là nham thần thiên tôn ban phúc như nham long vậy còn quấn diệp thần thân thể biểu dương ra hùng hồn bá đạo khí thế ở nơi này cổ bất hủ khí ra chỉ xuống diệp thần vậy cảm thấy mình lực lượng trước đó chưa từng có bành trướng cuồng bạo nhất định chính là thần ngăn cản sát thần phật ngăn cản giết phật mất đi thần cung cho ta trấn áp thiên tâm lão tổ ánh mắt ý định giết người bại lộ quyết đoán cực nhanh vung tay lên, từ thiên tâm vực tới giữa, đem cả tòa mất đi thần cung, triệu hoán xuống, hướng diệp thần oanh đập xuống, thậm chí, tay hắn ấn nạn động, đem toàn trường tất cả mất đi thần cung đệ tử, toàn bộ hiến tế giết chết, hội tụ thành cuồng bạo năng lượng, hung hăng hướng diệp thần trấn áp xuống đi, hắn cảm thấy diệp thần bất hủ khí khủng bố, muốn đánh đòn phủ đầu, kim trương hoàng cực, hùng bá thập phương, diệp thần không sợ chút nào, lập tức thúc giục kim trương thần ấn, bất hủ khí bơm vào, phản đánh ra cái này kim chương thần ấn, chính là nham thần tổ khí, đặc biệt phong phú, ở chỗ này trước, diệp thần một mực khó mà khởi động, sử dụng đặc biệt cố hết sức, vậy không phát huy ra kim chương thần ấn uy lực, nhưng giờ khắc này, hắn có ở đây không mục nát khí ra chỉ xuống, cả người lực lượng nổ, lập tức liền đem kim chương thần ấn thúc dục động lực, hung mãnh vô cùng hướng thiên tâm lão tổ đập tới, ở đó bất hủ khí bơm vào hạ, kim chương thần ấn bộc phát ra vạn trượng kim quang, giống như đế hoàng trình độ cao nhất quân vương đích thân tới, uy thế khủng bố, vô số kim quang nổ tung, thậm chí hóa thành hàng tỷ cái khí vận kim long, ngửa mặt lên trời gầm thét gào thét, khí tượng 10 phần nguy nga, tập 4416. Ở nơi này kim trương thần ấn đánh xuống, thiên tâm lão tổ trấn áp xuống tới mất đi thần cung, giống như là giấy dán vậy, vừa đụng liền bể, hoàn toàn tán loạn, cái này thế gian, tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở vậy kim trương thần ấn thần uy. Chấp trưởng Kim Trương Thần Ấn Diệp Thần nhất định chính là nham thần thiên tôn hóa thân, uy mãnh mạnh mẽ tới cực điểm, ở nơi này kim trương thần ấn năng lượng dưới sự xung kích, chu vi mấy ngàn dặm núi cao mặt đất, lập tức liền bị san bằng, hóa thành phấn vụn, à à à, đa bảo thiên quân kêu thê lương thảm thiết đứng lên, hắn thả ra từng đạo linh khí hộ thuẫn, muốn ngăn trở vậy thần ấn năng lượng đánh vào, nhưng lại không có chút nào tác dụng, kim trương thần ấn năng lượng nổ, xông phá tất cả hộ thuẫn, cuối cùng hung hăng đánh vào trên người hắn hắn thân xác tại chỗ liền bị xuyên qua, nghiền nát, phai mờ, hóa thành cho tẫn, chỉ có một chút tàn hồn, may mắn còn sống sót, cô độc sợ hãi trôi lơ lửng trên không trung, nếu như không phải là sau lưng hắn, có tử hoàng tiên cung khí vận gia trì, hắn liền tàn hồn cũng không thể còn dư lại, thiên bia bảo vệ, cho ta ngăn trở, thiên tâm lão tổ cũng cảm nhận được vậy kim trương thần ấn khủng bố, dưới sự bất đắc dĩ, lại một lần nữa vận dụng thiên bia bản thể, liều chết ngăn trở. Nếu như không dùng tới thiên bia mà nói, hắn đối mặt kim trương thần ấn năng lượng đánh vào, cũng bất quá là giấy vậy tồn tại, không thể nào ngăn trở. Oanh, kim trương thần ấn uy thế nổ tung, vô số kim quang năng lượng, đánh vào ở đó thiên trên bia mặt, thiên bia lực lượng bảo vệ, thập phần cường đại, đem tất cả năng lượng đánh vào, toàn bộ ngăn trở, nhưng, cái này kim trương thần ấn sau lưng, nhưng là có nham thần thiên tôn bất hủ hơi thở bơm vào, diệp thần thúc giục kim trương thần ấn. Nham thần thiên tôn ý chí mãnh liệt giết hại, liền trực tiếp vòng qua thiên bia, đánh giết ở thiên tâm lão tổ trên mình phốc xích thiên tâm lão tổ tại chỗ máu tươi ói như điên bị thương nghiêm trọng nham thần thiên tôn uy năng quả nhiên là khủng bố diệp thần thấy một màn này nội tâm cũng là ngạc nhiên mừng rỡ liền liền muốn thúc giục nữa động kim trương thần ấn trực tiếp đánh giết thiên tâm lão tổ nhưng lúc này hắn nhưng cảm thấy đan điển đau nhức cả người kinh mạch cũng là chuyển tới từng cơn đau nhói đầu ông ông tác hưởng vận dụng bất hủ khí thúc giục kim trương thần ấn lợi hại là lợi hại, nhưng giá phải trả cũng là to lớn, diệp thần nhận chịu to lớn cắn trả, cái này cuối cùng không phải hắn lực lượng, mà là nham thần thiên tôn lực lượng, thiên tâm lão tổ trọng thương hộp máu, trong mắt, tràn đầy vẻ không cam lòng, điên cuồng hét lên, đây không phải là người lực lượng, đây là nham thần thiên tôn thần uy. Người lúc nào, lại có thể lấy được nham thần thiên tôn ban phúc, diệp thần hừ một tiếng, không nói gì, hướng võ rào ánh mắt tỏ ý, giờ phút này, võ dao từ bi huyết mạch còn đang cháy cả người tách thả ra tiên đế linh quang uy năng mười phần mạnh mẽ cảm nhận được diệp thần quang tới ánh mắt võ Giao chăn thủ nhẹ một chút lập tức xách trọng kiếm khua kiếm hướng thiên tâm lão tổ trẻ đi giết thiên tâm lão tổ kinh hoàng hôm nay hắn bị trọng thương nhưng không còn là võ Giao địch thủ thân thể thoáng một cái hư thật đổi thành lập tức hóa thành ảo tưởng khái niệm bay vào thiên tâm vực bên trong đi rồi sau đó mang toàn bộ thiên tâm vực tan biến không còn dấu tích võ giao một kiếm rơi vào khoảng không trong mắt cũng là thoáng qua một chút bất đắc dĩ tuy nói bàn về đánh giết sức chiến đấu thiên tâm lão tổ không hề coi là quá ngoại hạng còn không bằng vũ hoàng cổ đế mà tổ vô thiên các người nhưng bàn về ảo tưởng phép tắc biến hóa hắn nhưng vượt qua thế giới hiện thật tất cả người chấp trưởng thiên bia hắn có thể ung dung nắm trong tay không không thời không quy luật lực lượng ở hư ảo cùng chân thực tới giữa không ngừng đổi thành hắn đụng phải thời điểm nguy hiểm có thể trực tiếp hóa thân thành ảo tưởng khái niệm, từ đó né tránh đuổi giết, bỏ trốn, cái này thiên tâm lão tổ, thủ đoạn thật đúng là quỷ dị, muốn giết chết hắn mà nói, có lẽ muốn dựa vào thiên đế linh khiếp, diệp thần trong lòng tính toán, thiên đế linh khiếp, là mộ cung truyền thừa xuống pháp bảo, lúc ban đầu tạo ra mục đích, là dùng để chứa đựng luân hồi vãng thế thư, cái này thiên đế linh khiếp, có cực kỳ kinh khủng phong ấn hiệu quả, thiên tâm lão tổ thủ đoạn, quỷ bí như vậy, bất kỳ thần thông võ kỹ cũng rất khó giết chết hắn diệp thần muốn chân chính giết chết hắn mà nói có thể cần dựa vào thiên đế linh khiếp nếu như có thể đem thiên tâm lão tổ phong ấn đến thiên đế linh khiếp bên trong dựa vào thiên đế linh khiếp cường đại khí tức hủy diệt đủ để đem thiên tâm lão tổ tiêu diệt cho dù thiên tâm lão tổ hóa thân thành khái niệm cũng không khả năng ngăn trở thiên đế linh khiếp hủy diệt vạn cổ võ giao thấy thiên tâm lão tổ chạy liền nâng kiếm bay đến đa bảo thiên quân bên người đa bảo thiên quân chỉ còn lại một món tàn hồn Vốn cũng muốn chạy thoát thân, nhưng bị võ giao ngăn lại, nhưng cũng không cách nào chạy khỏi. Diệp Thần ca ca muốn giết hắn sao? Võ giao giơ kiếm đè đa bảo thiên quân tàn hồn, hướng Diệp Thần hỏi nói, nàng tuy là từ bi chủ, nhưng cũng không phải là một vị mềm yếu ngu thiện, nên lúc giết người, nàng sẽ không có cái gì mềm tay. Đa bảo thiên quân là từ hoàng tiên cung tà phái lãnh tụ, trước đây nhiều lần gây khó khăn Diệp Thần, võ giao cũng biết một điểm này. Diệp Thần dựng dưng khoát tay một cái, nói, giết đi hắn và tử hoàng tiên cung đã định trước muốn quyết liệt vậy cũng không cần phải lưu lại đa bảo thiên quân chu diệt đa bảo thiên quân cũng có thể thoáng nhiễu loạn tử hoàng tiên cung bố trí ưng uhm, võ giao linh khí bơm vào thân kiếm thì phải đem đa bảo thiên quân tàn hồn chém chết đa bảo thiên quân hoảng hốt vội vàng nói diệp thần ngươi muốn giết ta ngươi có biết hay không ta là ai Ngươi giết ta liền không đường quay đầu lại diệp thần không nói gì chỉ là hướng võ giao phất phất tay võ dao gật đầu, chém xuống một kiếm, đa bảo thiên quân, à, một tiếng hét thảm, tàn hồn hóa thành bụi bậm, hoàn toàn trôn vùi, vị này từ hoàng tiên cung tà phái lãnh tụ, chỉ như vậy chết ở võ dao dưới kiếm, võ dao thở phào nhẹ nhõm, từ khí huyết thiêu đốt trong trạng thái, đi ra ngoài, nhưng là sắc mặt trắng bệch, tiêu hao to lớn, diệp thần trên mình bất hủ hơi thở, cũng là tiêu tán đi, không có bất hủ hơi thở chống đỡ. Hắn thậm chí liền vậy kim trương thần ấn, đều khó lại trưởng ngự kim trương thần ấn nghẹn ngào một tiếng hóa thành lưu quang bay trở về diệp thần trong cơ thể võ giao muội muội chúng ta cần phải trở về diệp thần hướng võ giao gọi một tiếng chớt cầm ra nham thần thiên tôn ban cho hắn phủ chiếu mang võ giao trở lại bất hủ thần tháp nham thần phủ chiếu nơi tay diệp thần như có thần giúp trên đường đi đụng phải rất nhiều rất nhiều hơn liệt nhật ma tộc đệ tử thế nhưng chút ma tộc đệ tử thấy diệp thần đều là kinh hoàng không dám đến gần rối rít tránh lui bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy diệp thần trong tay phủ chiếu năng lượng cực kỳ khủng bố bên trong hàm chứa nham thần thiên tôn bi nghiêm ai dám đến gần vậy chỉ có bị nham thần thiên tôn ý chí nghiền diệt kết quả diệp thần và võ giao trở lại vậy hắc ám thâm uyên bên trong trong vực sâu ma vật cũng không dám đến gần hai người hai người đặc biệt thuận lợi liền trở về bất hủ thần tháp bọn họ mới vừa trở về đoàn thu sinh trung trần còn có rất nhiều bất hủ nhân tộc những người sống sót, cũng đã ra nghênh tiếp, đoàn thu sinh nguyên khí khôi phục rất nhiều, trên mình thấm ra tiên đế uy nghiêm, như một tôn đế vương, nhưng mà, hắn thấy diệp thần, nhưng là lập tức quỷ xuống, trung trần và trung quanh bất hủ các tộc nhân, cũng là dối rít quỷ xuống, tất cả người cùng kêu lên la lên, bái kiến nham thần thiên tôn. Thiên cơ thấy rõ dưới, tất cả mọi người đều biết, diệp thần cầu thông nham thần thiên tôn thành công, đã thành mới linh thính giả cũng đạt được nham thần thiên tôn ban phúc, diệp thần biết đám người tham bái, là nham thần thiên tôn, cũng không phải là mình, liền dơ lên thật cao vậy nham thần phủ chiếu, tỏ vẻ tôn kính, đám người quỳ bái sau một lúc lâu, mới lục tục đứng dậy, đoàn thu sinh ngẩng đầu lên nói, diệp đại nhân, người quả nhiên là thần uy vô địch, lại có thể dựa vào mình, là có thể câu thông nham thần thiên tôn, vốn là, hắn là kế hoạch, cùng diệp thần đem kim trương thần ấn cầm về sau đó, bố trí lại nghi thức, để cho Diệp Thần trở thành linh thính giả, nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần theo dựa vào chính mình lực lượng, thì thành công cùng nham thần thiên tôn, thành lập câu thông, Diệp Thần nói, đừng nói trước những thứ này, hiện tại trọng yếu nhất, chính là tiêu diệt liệt nhật ma tộc, hồi phục người bị chết, ta lấy được rồi nham thần phù chiếu, liệt nhật ma tộc đã biết, bọn họ khẳng định muốn thừa dịp ta yếu ớt bị thương, công kích chúng ta, đoạn trí tôn, ta mượn người thiết vương tọa, người đồ sát thánh bôi chiêu võ linh vũ, người trước ngăn địch, ta cần chút thời gian nghỉ ngơi, diệp thần sử dụng thiết vương tọa, người đồ sát thánh bôi, còn có chiêu võ linh vũ, cũng cho mượn đoàn thu sinh, đoàn thu sinh nhận lấy pháp bảo, vậy cảm giác được tình hình gay gắt, nói, được, diệp đại nhân, ta liều chết vậy sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian, diệp thần gật đầu, liền ở bất hủ thần tháp bên trong, tìm một tĩnh lặng gian phòng nghỉ ngơi, võ giao trước đây chiến đấu, trái khí huyết, tiêu hao cũng là 10 phần to lớn nàng vậy cần nghỉ ngơi nếu như liệt nhật ma tộc giết tới chỉ có thể dựa vào đoàn thu sinh ngăn cản đoàn thu sinh cũng biết thế cục gay gắt liền cầm diệp thần pháp bảo bắt đầu bày trận phòng ngự diệp thần trên đường trở về nham thần phù chiếu cũng đã bại lộ tự thân yếu ớt cũng là bại lộ cho nên liệt nhật ma tộc tuyệt đối sẽ ổ ạt xâm phạm không thể nào bởi vì nham thần phù chiếu xuất hiện liền ngoan ngoãn rời đi bất hủ thần quốc thật ra thì coi như diệp thần không bại lộ cũng là không che giấu được hắn cùng thiên tâm lão tổ đánh một trận khí tượng kinh động quá lớn nhất định sẽ đưa tới liệt nhật ma tộc cao tầng chú ý những cái kia liệt nhật ma tộc cường giả chỉ cần thoáng suy diễn là có thể dòm ngó gặp hết thảy dẫu sao nham thần thiên tôn ban thưởng phù chiếu thời điểm cũng không có tận lực che giấu thiên cơ thật ra thì vậy không che giấu được bởi vì sau lưng còn có ma nữ đang ngó chừng đã như vậy diệp thần vậy không cần phải che giấu nham thần phù chiếu ngay tại ở trên tay hắn đặt ở liệt nhật ma tộc trước mặt chỉ có hai con đường một cái là ngoan ngoãn rời đi bất hủ thần quốc buông tha hết thảy khác một cái là thừa dịp diệp thần yếu ớt mạo hiểm xâm chiếm cướp lấy nham thần phủ chiếu nếu như bọn họ có thể cướp lấy thành công có thể có được bất hủ thần quốc hết thảy thậm chí đạt được diệp thần hết thảy diệp thần biết những cái kia ma tộc người trong tuyệt đối sẽ mạo hiểm trong gian phòng diệp thần vận chuyển lục đạo luân hồi pháp và bắt quái thiên đan thuật điều tức dưỡng thương đồng thời, hắn lợi dụng nham thần thiên tôn bảo tàng, bắt đầu đúc lại thanh liên phân thân, nham thần thiên tôn bảo tàng, thiên tài địa bảo rất nhiều, tài nguyên 10 phần phong phú, diệp thần dự định tiêu hao 50% bảo tàng, đúc lại phân thân, ngoài ra 50% tài nguyên, hắn dự định để lại cho đoàn thu sinh bọn họ, mặc dù đoàn thu sinh nói qua, có thể phân cho hắn 70%, nhưng hắn không cần như thế nhiều, 50% tài nguyên. Vậy đủ đúc lại phân thân, bên trong căn phòng, Diệp thần không ngừng tiêu hao tài nguyên, vậy thanh liên phân thân, vậy dần dần đúc lại đi ra, ở vô số thiên tài địa bảo bơm vào hạ, thanh liên phân thân từ khái niệm biến thành chân thực tồn tại, trong phòng, liền xuất hiện hai cái diệp thần, một cái là bản thể, một cái khác là phân thân. Rất tốt, ta phân thân rốt cuộc đúc lại đi ra, diệp thần thấy phân thân khôi phục, thậm chí liền hơi thở cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn đem phân thân thu, tiếp tục điều tức chữa thương tuy nói trước đây dựa vào bất hủ khí, thúc giục kim chương thần ấn, mang cho diệp thần to lớn cắn trả, nhưng hôm nay diệp thần, tu vi đã đạt tới thiên huyền cảnh tầng hai trời, thể chất cùng võ đạo nội tình, đều là mười phần cường hãn, hắn phỏng đoán chỉ cần bốn tiếng thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục, tập 4417, ung ung, nhưng lúc này, hắc ám thâm nguyên ra, nhưng chuyển đến từng trận kinh khủng hơi thở chập chờn chỉ gặp liệt nhật ma tộc cường giả, ùn ùn kéo đến số lượng không biết có nhiều ít, đơn giản là dốc toàn bộ ra, từ bốn phương tám hướng phóng tới, xuất hiện ở đây phiến hắc ám thâm uyên bên trên, rất nhiều liệt nhật ma tộc cường giả, trên mình tóe ra mặt trời vậy trói lọi, nóng rực trói mắt, trực tiếp đem toàn bộ hắc ám thâm uyên, cũng chiêu sáng được giống như ban ngày, vô số trong bóng tối ma vật, tại chỗ liền bị bốc hơi, kinh khủng mặt trời gay gắt hơi thở, ở toàn bộ vực sâu quanh quẩn, vậy một tòa bất hủ thần tháp, vậy hoàn toàn bại lộ ra, tới bất hủ thần tháp bên trong, đoàn thu sinh đã bước đầu bố trí xong phòng ngự, thấy liệt nhật ma tộc rất nhiều cường giả hạ xuống, hắn cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, thần trong tháp mặt, mấy ngàn bất hủ nhân tộc người sống sót, cũng là kết trận phòng ngự, đoàn thu sinh thúc giục chiêu võ linh vũ, chỉ gặp vậy chiêu võ linh vũ, phân quang hóa ảnh, hóa thành thiên thiên vạn vạn cái chút nào mau cùng lưu quang, phân biệt rơi vào mỗi một cái bất hủ tộc trong tay của người, biến thành chiêu võ đao kiếm. Diệp thần cho mượn đoàn thu sinh ba kiện pháp bảo, theo thứ tự là thiết vương tọa, người đồ sát thánh bôi và chiêu võ linh vũ. Cái này ba kiện pháp bảo bên trong, đoàn thu sinh đối vậy chiêu võ linh vũ, vận dụng được nhất là thành thạo, bởi vì đó là nham thần tổ khí, cùng hắn cái này nham thần hậu duệ hơi thở tương thông, rất nhiều bất hủ tộc nhân, vậy toàn bộ là nham thần thiên tôn hậu duệ bọn họ tay cầm chiêu võ đao kiếm, hơi thở cũng là tăng vọt, khí thế bừng bừng, ngửa mặt lên trời phát ra kêu gào gầm thét, cho dù trực diện liệt nhật ma tộc, cũng là không sợ chút nào khoảnh khắc tới giữa ở bất hủ thần tháp bầu trời đã hiện đầy ma tộc cường giả giống như là có một vòng luân mặt trời gay gắt chiếu sáng trên trời dưới đất tràn đầy nóng rực hơi thở diệp đại nhân lập tức có thể khôi phục như cũ coi giữ chỗ tòa này tháp là hắn tranh thủ thời gian đoàn thu sinh nắm một cái chiêu võ thiên đao lớn tiếng quát lên ừ chung quanh tất cả bất hủ các tộc nhân cùng kêu lên kêu gào quyết ý muốn thể bảo vệ diệp thần ha 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 đoàn thu sinh không nghĩ tới ngươi bị ta một kiếm thương thế còn có thể khôi phục vừa lúc đó một đạo tiếng cười lớn vang lên chỉ gặp chín tầng trời trên bầu trời một đạo huy hoàng bóng người như chiếu sáng chư thiên mặt trời gay gắt vậy tay cầm một chuôi nóng rực trường kiếm hạ xuống chính là cửu dương tiên đế tiên đế uy vũ chung quanh rất nhiều ma tộc các cường giả thấy cửu dương tiên đế hạ xuống nhất thời phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy tiếng gieo hò ở những ma tộc này cường giả trong mắt Cửu Dương Tiên Đế liền là tuyệt đối nắm giữ, ban đầu bọn họ đánh bại sắp bất hủ thần quốc, vậy hoàn toàn là dựa vào Cửu Dương Tiên Đế, bất hủ thần quốc có rất nhiều nham phù văn bảo vệ, ở liệt nhật ma tộc bên trong, cũng chỉ có Cửu Dương Tiên Đế, có thể dựa vào cường đại mặt trời gay gắt trói lọi, rất miễn cưỡng chiếu phá phù văn bảo vệ, dẫn bọn họ liều chết sung phong xuống, đoàn thu sinh thấy Cửu Dương Tiên Đế tới, sắc mặt cũng là trầm xuống. Trước đây, hắn bị Cửu Dương Tiên Đế gây thương tích Cả người gặp phải mặt trời gay gắt hơi thở ăn mòn, thiếu chút nữa thì phải chết đi, là Diệp Thần cứu hắn. Hôm nay thấy Cửu Dương Tiên Đế hạ xuống, Đoàn Thu Sinh chỉ cảm thấy từng cơn to lớn áp lực. Thôi, ta ngày hôm nay cho dù chết, vậy phải bảo vệ Diệp đại nhân, Đoàn Thu Sinh nghĩ thầm, trong mắt lướt qua một chút đoạn tuyệt ý, canh giữ ở Bất Hủ Thần Tháp trước. Cửu Dương Tiên Đế nhìn Đoàn Thu Sinh quyết tuyệt hình dáng, cười lạnh một tiếng, nói: "Cái đó Diệp Thần đâu, hắn không phải là rất lợi hại sao?" kêu hắn cút ra đây đoàn thu sinh nắm chặt chuôi kiếm tiên đế linh khí nổ tràn ngập cả tòa bất hủ thần tháp nói ngươi muốn gặp diệp đại nhân trừ phi từ ta trên thi thể mặt bước qua đi nghe vậy cửu dương tiên đế ra mặt hơi co rút một tí nói khẩu khí thật là lớn ngươi lấy là ngươi có thể đỡ nổi ta liệt nhật ma tộc uy nghiêm tiếng nói rơi xuống cửu dương tiên đế huy động trường kiếm trong tay mang rất nhiều ma tộc cường giả khí thế như mặt trời gay gắt vậy huy hoàng hung hăng hướng bất hủ thần tháp liều chết sung phong đi hắn biết diệp thần ở điều tức khôi phục một khi cùng diệp thần khôi phục hoàn thành đó đúng là bọn họ liệt nhật ma tộc ngày tận thế cho nên hắn nhất định phải thừa dịp diệp, diệp thần khôi phục trước cướp lấy nham thần phù chiếu tuyệt không thể để cho nham thần thiên tôn có bất kỳ hiển linh có thể thiết vương tọa bảo vệ đoàn thu sinh mắt xem cửu dương tiên đế đạp chết xuống vậy cảm thấy vô cùng áp lực lập tức mượn dùng thiết vương tọa năng lượng hóa ra rất nhiều sắt thép hộ thuẫn bảo vệ bất hủ thần tháp bình bịch bịch vậy rất nhiều ma tộc cường giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào vậy sắt thép trên hộ thuẫn mặt tại chỗ liền bị đụng được sưng mặt sưng mũi không cách nào gần thêm nữa bất hủ thần tháp mặt trời gay gắt ma tinh cho ta thiêu đốt cửu dương tiên đế quát to một tiếng sau lưng lại có một ngôi sao nổi lên cái ngôi sao kia như mặt trời gay gắt vậy trói lọi chiếu sáng nhưng lại mang theo quỷ dị ma khí hơi thở lại cùng trong truyền thuyết luân hồi mặt trời gay gắt mệnh tinh, có mấy phần tương tự, gọi là mặt trời gay gắt ma tinh, cái này mặt trời gay gắt ma tinh, là liệt nhật ma tộc cao cấp nhất thần thông, là hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, vô số liệt nhật ma tộc các đời trước, người trước gục ngã người sau tiến lên, học hỏi mặt trời gay gắt mệnh tinh, bắt trước chế tạo ra đại thần thông, ở liệt nhật ma tộc bên trong, có thể lãnh ngộ mặt trời gay gắt ma tinh, thần thông người. láp đác không có mấy, Mỗi một cái đều là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, cửu dương tiên đế thực lực, thả vào toàn bộ liệt nhật ma tộc bên trong đi, tự nhiên không đáng giá đề ra, nhưng hắn thiên phú cực kỳ khủng bố, đã sớm lĩnh ngộ mặt trời gay gắt ma tinh bí ẩn, ở ma tộc bên trong cũng coi là một cái đầu ngục, quyền cao chức trọng, mặt trời gay gắt ma tinh vừa ra, kinh khủng mặt trời gay gắt hơi thở, xen lẫn ma đạo uy nghiêm, chiếu sáng ra, đáng sợ nhiệt độ cao, ngay tức thì nổ tung đoàn thu sinh phóng thích ra rất nhiều sắt thép hộ thuẫn, tí tách vang dội, lại là tại chỗ liền bị đốt được hòa tan, vậy mặt trời gay gắt ma tinh khủng bố nhiệt độ cao, thậm chí chuyển đến thiết vương tọa bản thể phía trên, phải đem cái này thiết vương tọa, vậy đốt thành nước thép mảnh giấy vụn, cửu dương tiên đế, ngươi. Ngươi lại luyện thành mặt trời gay gắt ma tinh, đoàn thu sinh hoảng hốt, vội vàng đem thiết vương tọa thu hồi, nhìn cửu dương tiên đế sau lưng mặt trời gay gắt ma tinh, hắn cũng là cảm thấy to lớn áp lực, cái này mặt trời gay gắt ma tinh, chính là liệt nhật ma tộc thần trí cao thông, hắn lại không nghĩ rằng, cửu dương tiên đế lại có thể luyện thành, hì hì, đoàn thu sinh, sẽ dùng người tiên đế máu, tới rèn luyện ta mặt trời gay gắt ma tinh, chết đi cho ta, cửu dương tiên đế cười gần, một kiếm vùng chém xuống đi. Một kiếm này, có mặt trời gay gắt ma tinh gia trì, sát phạt đặc biệt khủng bố, mang theo mặt trời gay gắt nóng bỏng, còn có ma đạo thiên uy, người đồ sát thánh bôi, cho ta ngăn trở đoàn thu sinh không dám chính diện đối kháng, liền sử dụng diệp thần cho hắn mượn người đổ sát thánh bôi, coi là tấm thuẫn vậy, ngăn cản cửu dương tiên đế kiếm, đinh, cửu dương tiên đế trường kiếm giết tới, đánh vào người đổ sát thánh bôi phía trên, kiếm khí lại bị chặn lại, thậm chí, thánh bôi phía trên khảm nạm phệ hồn châu, còn ngược lại chiếm đoạt cửu dương tiên đế thần hồn, ô, cửu dương tiên đế cảm nhận được cắn nuốt chập chờn tấn công tới, lập tức rút người ra lui về phía sau có chút kinh nghi nhìn đoàn thu sinh sử dụng người đồ sắt thánh bôi, đây chính là luân hồi chi chủ pháp bảo sao, hì hì, truyền thuyết luân hồi chi chủ bảo tàng phong phú, quả nhiên không uổng, chờ ta giết chết hắn, trên người hắn bảo bối, liền toàn bộ là của ta, cửu dương tiên đế trong mắt bên trong, dâng lên một cổ vẻ tham lam, vung tay lên, lập tức dẫn rất nhiều ma tộc cường giả, ma tộc trưởng lão, lần nữa hướng đoàn thu sinh lướt đi, cùng lúc đó, ùn ùn kéo đến liệt nhật ma tộc các cường giả cũng là hướng vậy bất hủ thần tháp, phát động tổng tấn công. Bất hủ thần tháp là truyền thừa từ thượng của Pháp bảo, bản thân liền có cường hãn bảo vệ uy lực, thế nhưng chút liệt nhật ma tộc các cường giả, không sợ chết, liều mạng cháy mình sinh mạng, cũng phải xông lên tháp, cửu dương tiên đế vậy mang rất nhiều ma tộc cường giả, đạp chết hướng đoàn thu sinh, đốt ta tiên đế máu, bảo vệ luân hồi, đoàn thu sinh ánh mắt ác liệt, lại là không để ý giá phải trả, cháy tự thân tất cả máu tươi rất kiếm liều chết ngăn cản cửu dương tiên đế tấn công, đoàn thu sinh, người điên rồi, cửu dương tiên đế thấy một màn này, nhất thời chấn động, thời khắc này đoàn thu sinh, lại là cháy tất cả tiên đế máu, đây là phải liều mạng, bỏ mặc thủ tháp kết quả như thế nào, hắn tiên đế máu như vậy cháy, cũng chỉ có một con đường chết. Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, cửu dương tiên đế ra mặt hơi co giúp, cũng là cuồng như vậy thúc giục mặt trời gay gắt ma tinh, cùng rất nhiều ma tộc cường giả cùng nhau đánh đoàn thu sinh, động trời đại chiến, ở bất hủ thần tháp bên ngoài bùng nổ, Diệp thần ở trong gian phòng, nhìn thấy bên ngoài kịch liệt chiến đấu, nội tâm cũng là hơi hỗn loạn, chỉ bất quá, hắn nguyên khí còn không khôi phục, hiện tại coi như muốn đi ra ngoài chiến đấu, cũng là không làm được, đợi một chút, dựa vào thanh liên phân thân, ta có lẽ có thể nhúc nhích dùng nham thần thiên tôn phù chiếu, tiêu diệt tất cả ma tộc, Diệp thần trong lòng động một cái, mong hướng phía ngoài treo ở trên trời một vòng mặt trời đó không phải là liệt nhật ma tộc biến thành mặt trời, mà là nham thần thiên tôn ánh mắt, nếu như có thể vận dụng nham thần phù chiếu mà nói, diệp thần liền có thể mượn dùng nham thần mắt lực lượng, như vậy nham thần thiên tôn đích thân tới, tiêu diệt tất cả kẻ địch trên bầu trời nham thần mắt, cũng không phải là cái gì ảo tưởng hoặc là khí tượng, mà là chân chân tránh tránh, là nham thần thiên tôn ánh mắt, viên này nham thần mắt, nếu như lực lượng toàn bộ bùng nổ nói, đủ để giết trong chớp mắt tiên đế. Huy năng cực kỳ khủng bố chỉ bất quá, nếu như lợi dụng thanh liên phân thân chiến đấu, đối diệp thần mà nói, quá mạo hiểm, dẫu sao, hắn thanh liên phân thân, mới vừa đúc lại hoàn thành, nếu như lại xảy ra chuyên gì ngoài ý muốn, hắn không chịu nổi vậy giá phải trả, nhưng, đoàn thu sinh mang bất hủ các tộc nhân, ở bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái, liều mạng thủ tháp, ngăn trở liệt nhật ma tộc xâm lược, xem bọn họ chật vật hình dáng, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa. Sợ rằng bọn họ cũng phải không ngăn được, phải bị liệt nhật ma tộc giết chết, bất hủ thần tháp cũng phải bị công phá, thanh liên phân thân, đi. Thấy vậy, diệp thần không do dự nữa, thả ra một món thần thức, chiếu đến thanh liên phân thân phía trên, cũng cầm nham thần phù chiếu, bay ra ngoài, ung ung, cái này cái thanh liên phân thân, cùng diệp thần hơi thở giống nhau như đúc, hơn nữa bởi vì hấp thu nham thần bảo tàng 50% tài nguyên, cho nên phân thân có thể phát huy ra lực lượng, so trước kia cường đại rất nhiều, diệp đại nhân, ngươi. Đoàn thu sinh thấy Diệp thần xuất hiện, hơn nữa còn là một bộ hơi thở viên mãn hình dáng, không khỏi được thất kinh, hắn nhưng không biết, xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là Diệp thần một đạo phân thân, Diệp thần bản thể, còn ở thần tháp một cái trong phòng điều tức chữa thương, nhưng cũng không có người nhìn ra, liền liền toàn trường tất cả liệt nhật ma tộc mọi người, vậy lấy làm cho này đạo phân thân, chính là Diệp thần tự mình, là ngươi, luân hồi chi chủ, cái này, cái này không thể nào người không phải rơi vào yếu ớt sao, cửu dương tiên đế thấy diệp thần xuất hiện, thậm chí trong tay còn cầm trước nham thần thiên tôn phù chiếu, nhất thời cảm thấy ra đầu tê dại, cả người run rẩy hắn dốc toàn bộ ra, cử tộc xâm phạm, chính là nhìn chính xác diệp thần yếu ớt, phải ngồi hư mà vào, đánh lúc bất ngờ, cướp lấy nham thần phù chiếu, nhưng, xem diệp thần thời khắc này hình dáng, lại nơi nào có nửa điểm yếu ớt dấu hiệu, liền liền đoàn thu sinh, vậy cảm thấy vô cùng khiếp sợ không nghĩ ra vì sao diệp thần khôi phục được nhanh như vậy cửu dương tiên đế các ngươi những ma tộc này liền toàn bộ trở thành ta mặt trời gay gắt mệnh tinh chất dinh dưỡng đi nham thần phù chiếu uy năng hiển hóa như nham thần thiên tôn đích thân tới hùng bá thập phương ta là chủ tể diệp thần phát ra thật lớn ngâm sướng trực tiếp cháy nham thần phù chiếu oanh nham thần phù chiếu cháy diệp thần thân thể thoáng chốc tới giữa liền được một cổ động trời ban phúc cả người tách thả ra hoàng kim quang hoa mơ hồ cùng trôi lơ lửng ở trên trời nham thần mắt, đồng tình câu thông đứng lên. Giờ khắc này hắn, tựa như thật hóa thân thành nham thần thiên tôn, khí thế hung mãnh vô địch, cái gì, cảm nhận được diệp thần tăng vọt khí thế, cửu dương tiên đế nhất thời kinh hãi, nham thần mắt, mở, diệp thần quát to một tiếng, thúc giục bầu trời nham thần mắt, vậy nham thần mắt, vốn là đã mở ra, chỉ theo trước diệp thần thúc giục, lại đang con người bên trong, lại mở một mắt, lại có thể biến thành trọng đồng, nham thần trọng đồng bùng nổ, hào hùng nham thần thiên uy, liền từ trên trời cao chút xuống, bầu trời bắt đầu hóa đá, thành một khối nham thạch phẩm chất màn sân khấu, vậy cổ nham thần thiên uy, uy năng quá kinh khủng, tựa như liền vũ trụ tinh không, đều có thể hóa đá, ở nơi này viên nham thần trọng đồng chiếu dọi xuống, toàn trường từng cái liệt nhật ma tộc cường giả, lục tục phát ra kêu thê lương thảm thiết, bọn họ thân thể, vậy bắt đầu hóa đá, hoàn toàn không đỡ được ngay chớp mắt biến thành đá pho tượng từ không trung hung hăng rơi xuống tập 4.418 Diệp Thần ánh mắt quét nhìn những cái kia rơi xuống đá pho tượng lại trên không trung nổ lên hóa thành cho tàn cho tàn bên trong có một chút điểm mặt trời gay gắt lưu quang tràn ngập ra cuối cùng bị hắn mặt trời gay gắt mệnh tinh hấp thu những cái kia mặt trời gay gắt lưu quang là những cái kia ma tộc các cường giả sinh mạng tinh hoa Diệp Thần hấp thu những sinh mạng này tinh hoa đối hắn thức tỉnh mặt trời gay gắt mệnh tinh, cũng là có thiên đại chỗ tốt, nham thần thiên tôn hiển linh. Đi mau, cửu dương tiên đế nhìn xem không trung nham thần mắt, lại thấy từng cái ma tộc đệ tử, bị hóa đá đáng sợ tình cảnh, hắn hoàn toàn kinh hãi, biết đại thế đã qua, lập tức phi thân đi bên ngoài chạy trốn, vậy nham thần mắt hóa đá hơi thở, cũng là như nước thủy triều trào hướng cửu dương tiên đế, nhưng, cửu dương tiên đế tu vi cường hãn, đổ sẽ không giống chung quanh phổ thông ma tộc cường giả như vậy, trực tiếp bị hóa đá, muốn đi, long đấu súng. Diệp thần thấy cửu dương tiên đế muốn đi, lập tức tuôn ra long đấu súng, một súng hướng đối phương sâu đi xuyên qua, con rồng này đấu súng, là nham thần thiên tôn đạo chính thống trình độ cao nhất, đại biểu nham thần mạnh nhất giết hại, ở bất hủ thần quốc bên trong, nham thần thiên tôn đạo thống, có thể được lớn nhất uy lực gia trì, hơn nữa, thời khắc này diệp thần, còn thiêu đốt nham thần phù chiếu thậm chí nắm trong tay nham thần mắt lực lượng cái này một cán lòng đấu súng lực sát thương cực kỳ to lớn cửu dương tiên đế muốn đi thế nhưng long đấu súng phá giết hư không tốc độ quá nhanh lập tức liền nổ bắn ra đến sau lưng hắn mặt trời gay gắt ma tinh cho ta ngăn trở nguy cấp bên trong cửu dương tiên đế không cách nào chạy khỏi vội vàng gọi ra mặt trời gay gắt ma tinh định ngăn trở diệp thần long đấu súng oanh nhưng long đấu súng mang động trời uy thế chỉ là nhất kích liền đem vậy mặt trời gay gắt ma tinh hoàn toàn xuyên qua ở long đấu súng uy áp hạ cửu dương tiên đế mặt trời gay gắt ma tinh cũng là giấy vậy tồn tại diệp thần một súng xuyên qua hắn ma tinh sau đó long đấu súng uy thế không giảm vịt đích một tiếng liền đem cửu dương tiên đế thọc cái đối xuyên không không thể nào cửu dương tiên đế thân thể bị xuyên qua thân xác thần hồn lập tức bạo diệt hóa thành một món mặt trời gay gắt trói lọi bị diệp thần hấp thu Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, mình một Tôn Không vô tiên đế, lại bị Diệp Thần giết chết, Diệp Thần đánh chết Cửu Dương Tiên đế, uy thế mênh mông vô địch, nhất định chính là thần minh vậy tồn tại, hô, Diệp Thần thư ra một hơi, hắn biết mình có thể giết chết Cửu Dương Tiên đế, và mình không có quan hệ gì, hoàn toàn là bởi vì nham thần thiên tôn lực lượng, có nham thần phù chiếu hắn, có thể mượn dùng nham thần thiên tôn thần uy, thậm chí vận dụng nham thần mắt, tăng thêm quá lớn, cho dù là tiên đế vậy không phải là địch thủ của hắn nếu có thể thời khắc có lực lượng này là tốt đáng tiếc chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút con đường võ đạo vẫn là phải dựa vào chính mình lên đỉnh tương đối khá thần linh lực lượng quả nhiên là vĩ đại không biết ta lúc nào cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này diệp thần trong lòng nghĩ như vậy cửu dương đại nhân đã chết đi mau chung quanh còn sót lại ma tộc các đệ tử thấy cửu dương tiên đế bị đánh chết phát ra hoảng sợ tiếng hô rối rít chật vật chạy thục mạng nham thần mắt, toàn bộ cho ta hóa đá, bạo, diệp thần thong thả, thúc giục nham thần mắt, kinh khủng nham thần thiên uy bao phủ thập phương, trực tiếp đem vậy từng cái ma tộc đệ tử, toàn bộ hóa đá nghiền bạo, tất cả ma tộc đệ tử, bị nghiền bạo sau đó, bọn họ trong huyết mạch mặt trời gay gắt linh khí, toàn bộ bị diệp thần hấp thu, hấp thu cửu dương tiên đế linh khí, vô số ma tộc đệ tử linh khí sau đó. Diệp thần cảm thấy mình ảm đạm mặt trời gay gắt mệnh tinh. Rốt cuộc sản sinh ra một chút ánh sáng yếu ớt, từ vậy mặt trời gay gắt mệnh tinh trong không gian, dâng lên một vòng mặt trời, nhưng lại còn quấn ma khí, đặc biệt kỳ dị, ta mặt trời gay gắt mệnh tinh, thức tỉnh sao? Không, không phải mặt trời gay gắt mệnh tinh, là ma tinh, Diệp Thần thấy vậy bay lên mặt trời, theo bản năng còn lấy là mặt trời gay gắt mệnh tinh thức tỉnh, nhưng nhìn kỹ lại, vậy quá dương vòng quanh ma khí, mười phần nồng nặc, cũng không có luân hồi khí tượng, hắn cũng biết lúc đầu hắn hấp thu cửu dương tiên đế linh khí liên quan vậy thừa kế đối phương mặt trời gay gắt ma tinh thần thông viên này mặt trời gay gắt ma tinh liền chậm rãi từ diệp thần sau lưng bay lên cùng bầu trời nham thần mắt xa xa tương phản đem hắn tôn lên được trói lọi vạn trượng thần uy vô địch đoàn thu sinh trung trần còn có toàn trưởng bất hủ các tộc nhân nhìn diệp thần như vậy vô địch hình dáng rung động trong lòng được tột đỉnh cửu dương tiên đế cùng ma tộc thế lực như vậy khủng bố nhưng diệp thần ra tay một cái, liền toàn bộ nghiền diệt bạo giết, uy thế đơn giản là long trời lở đất. Tuy nói diệp thần là mượn nham thần thiên tôn lực lượng, nhưng có thể đem nham thần lực lượng, phát huy đến như vậy bước, hắn bản thân sức chiến đấu, vậy đủ để làm người ta khâm phục, tán tụng luân hồi, luân hồi chi chủ ở trên cao, mời nhận ta một bái, đoàn thu sinh dẫn toàn trường tộc nhân, cung cung kính kính hướng diệp thần quỷ xuống, diệp thần khẽ mỉm cười. Đem nham thần phù chiếu sau cùng năng lượng, toàn bộ bùng nổ nham thần thiên tôn lực lượng bao phủ toàn bộ bất hủ thần quốc ngày xưa chết đi bất hủ các tộc nhân từng cái sống lại bọn họ sống lại sau đó mờ mịt nhìn bốn phía hết thảy có chút chưa tỉnh hồn lại diệp thần thấy người chết tô sinh công đức viên mãn cũng là thở phào nhẹ nhõm những thứ này người bị chết là nham thần thiên tôn hậu duệ cùng tín đồ hơn nữa một mực ở bất hủ thần quốc sinh hoạt nhân quả dấu vết đặc biệt thuần túy cho nên lợi dụng nham thần thiên tôn lực lượng có thể đem bọn họ sống lại, nếu như là ở bên ngoài, nhân quả rắc rối phức tạp, sống lại liền không dễ dàng, theo đã từng là người chết sống lại, diệp thần trong tay nham thần phù chiếu, cũng là đã tiêu hao hết tất cả linh khí, tiêu tán đi, bi hóa đá bầu trời, khôi phục nguyên trạng, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, toàn bộ bất hủ thần quốc, đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, giống như lấy được được tân sinh, toàn trường tất cả bất hủ các tộc nhân, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó bộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy hoan hô cùng kêu gào, tán tụng Diệp thần, tán tụng Luân hồi, bất hủ thần tháp trong gian phòng, Diệp thần thấy cái này công đức viên mãn tình cảnh, mỉm cười một tí, vậy chuẩn bị đem Thanh Liên phân thân thu hồi lại, mới vừa ở bên ngoài đại sát tứ phương, cố gắng xoay chuyển tình thế người, thật ra thì chỉ là hắn phân thân, hắn bản thể, còn ở bên trong phòng chữa thương, hu hu hu, nhưng mà, ngay tại Diệp thần chuẩn bị thu hồi phân thân thời điểm, trên trời lại có cuồn cuộn ma khí nổ tung, khí huyết dâng trào, mơ hồ hội tụ thành một đạo cổ xưa thần bí đồ đăng. Đó là ma nã đồ đằng, ma nữ đồ đằng vừa ra, kinh khủng hắc ám ma khí, liền bao phủ thiên địa, lại là liền vậy nham thần mắt biến thành mặt trời, cũng che đậy ở, ma khí che trời, đáng sợ hắc ám năng lượng, để cho được toàn trường bất hủ tộc nhân, đều là khiếp sợ, là ma nữ, diệp thần thấy một màn này, nhất thời kinh hãi, chỉ gặp bất hủ thần quốc bầu trời xuất hiện một cái thời không kẽ hở từ khi đó không kẽ hở bên trong một cái trắng bệch mảnh khảnh bàn tay hoành kéo một cái ma đao bạo giết xuống đó là ma nữ giết hại hiển hóa ở cái này thời khắc cuối cùng ma nữ giết hại hiện ra một đao lăng không chém xuống cái này một đao không chỉ có ma nữ giết hại trên thân đao thậm chí còn quấn một tầng tím hoàng thần hỏa vẫn còn có đạo đức thiên tôn ý chí ma nữ và đạo đức thiên tôn liên thủ muốn chém giết ta diệp thần trong lòng chấn động ngạc liền gặp cái này một đao chém xuống, trực tiếp chém về phía bất hủ thần tháp, mà nữ ý chí đặc biệt bén nhạy, đã có thể nhìn ra, thần tháp bên ngoài Diệp Thần, chỉ là một đạo thanh liên phân thân, Diệp Thần bản thể, còn ở thần tháp trong phòng, cái này một đao giết hại kinh khủng, còn mang đạo đức thiên tôn tím hoàng thần hỏa uy thế, coi như là Diệp Thần thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng, huống chi, hôm nay Diệp Thần, nguyên khí còn không khôi phục, bị thương Đoàn Thu Sinh và toàn trường tất cả bất hủ các tộc nhân, nhìn cái này lăng không chém giết ma đao, cũng là kinh hãi được tột đỉnh, tất cả người kinh hô lên, chỉ cảm thấy ngày tận thế buông xuống, bảo vệ luân hồi, đoàn Thu Sinh quát to một tiếng, trái huyết mạch, một kiếm giết ra, toàn trường tất cả bất hủ tộc nhân, cũng là thả ra tự thân khí huyết, hội tụ đến đoàn Thu Sinh trên mình, muốn chung nhau ngăn trở vậy từ chân trời chém xuống ma đao, nhưng mà, vậy một cái ma đao, uy thế chân thực quá mức khủng bố, chỉ một đao đã đột phá đoàn thu sinh đám người phòng ngự, hướng vậy bất hủ thần tháp, chém thẳng đi. Diệp thần con người co giúp lại, mắt xem vậy ma đao thì phải chém chết tới đây, bỗng nhiên lúc này, bầu trời bên ngoài, đổi được hắc ám, mười luân huyết nguyệt, ở bóng tối trên bầu trời, lộ vẻ hiện ra, huyết nguyệt lăng không, một cổ trí cao tới vị huy nghiêm, từ xa xôi thời không bên trong đầu ánh xuống, diệp thần từ máu kia tháng sau lưng, thậm chí thấy được nhâm phi phảm bóng dáng, mà nữ, người ta, người cũng dám giết, một đạo động trời gầm lên, từ trong hư không nổ lên, đó là nhâm phi phàm thanh âm, suy đích một tiếng, ngập trời huyết nguyệt kiếm khí, bạo giết xuống, chỉ nhất kích, liền đem ma nữ ma đao, hoàn toàn nghiền nát, à à à, à. xa xôi thời không chỗ sâu, chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, đó là ma nữ kêu thảm thiết, cái này tiếng kêu thảm thiết, hàm chứa thống khổ, vùng vẫy, vạn vẹo, không cam lòng, bi thương, sợ hãi ý. Các loại tâm trạng hỗn tạp, đau khổ tột cùng, rung động người tâm thần, Diệp Thần nghe được ma nữ thảm như vậy kêu, cũng là lộ vẻ xúc động, ma nữ giết không chết ta, vì sao phải thê thảm như vậy, hắn muốn không rõ ràng, Nhâm Phi phàm hào hùng huyết nguyệt thiên uy, bao phủ nguyên phiến bất hủ thần quốc, uy thế kinh khủng, thậm chí so với mới vừa nham thần thiên tôn uy thế, còn muốn hung mãnh bá đạo, nhâm tiền bối phi thăng đi không không lúc nào không, đột phá tu vi như thế khủng bố sao, lại có thể so nham thần thiên tôn còn lợi hại hơn diệp thần chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi ở nhâm phi phàm uy áp hạ ma nữ ý chí hoàn toàn tản đi nhâm huynh đa tạ trong hư không lại truyền ra một đạo trầm hậu thanh âm là nham thần thiên tôn thanh âm hắn ý chí bị ma nữ che đậy hôm nay nhâm phi phàm giết lui ma nữ vậy để cho hắn khôi phục như cũ nham thần ý chí lần nữa bao phủ bất hủ thần quốc mặt đất khắp nơi hiện ra thần linh trói lọi nhâm phi phàm không nói gì hoặc là nói hắn có thể có đáp lại nhưng diệp thần không nghe được diệp thần chỉ thấy bầu trời mười luân huyết nguyệt chậm rãi tiêu tán đi nhâm phi phàm kinh thiên thần uy vậy dần 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 không nhìn thấy nhâm tiền bối diệp thần nội tâm đại động vội vàng từ bất hủ thần tháp bên trong bay ra kêu gọi nhâm phi phàm hắn trong lòng vạn phần cảm động biết là nhâm phi phàm bảo vệ mình nếu không hắn đối mặt ma nữ một đao sợ rằng sẽ đặc biệt khó giải quyết nhưng tiếc là diệp thần kêu gọi cũng không có được đáp lại Hắn chỉ thấy một phiến lá cây từ cao xa trên bầu trời bay xuống, là nhâm tiền bối cho ta vật lưu lại, Diệp Thần vội vàng tiếp lấy vậy phiến lá cây, nhưng gặp lá cây phía trên viết ba chữ, là tên một người, là Cổ Vĩnh Tiêu, ba chữ, Cổ Vĩnh Tiêu, đây là người nào, nhâm tiền bối lưu lại cái đầu mối này, là có cái gì thâm ý, Diệp Thần khẽ cau mày, thử nghiệm suy diễn Cổ Vĩnh Tiêu thiên cơ dấu vết, nhưng phát hiện cái gì cũng suy tính không tới người này thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua vậy đặc biệt thần bí cảm nhận được một màn này diệp thần cũng là kinh ngạc hắn tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó khắp mọi mặt năng lực đều là đột nhiên tăng mạnh vậy suy diễn thiên cơ năng lực tự nhiên cũng là tiến bộ rất nhiều nhưng dù vậy hắn vậy theo dõi không tới cái này cổ vĩnh tiêu một chút một chút nào tồn tại dấu vết người này thần bí có thể tưởng tượng được diệp đại nhân đoàn thu sinh ngơ ngác nhìn diệp thần có chút mờ mịt bởi vì giờ khắc này, trên trận có hai cái Diệp thần, hắn không phân rõ ai là ai, Diệp thần cười một tí, đem mình thanh liên phân thân thu, hướng đoàn thu sinh nói, Đoạn Trí Tôn, các ngươi nếu không sao chứ? Đoàn thu sinh hoảng hốt vội nói, không có sao, ta bất hủ thần quốc đã lại lấy được cuộc đời mới, đa tạ Diệp đại nhân cứu giúp, ngươi cố gắng xoay chuyển tình thế, chúng ta sẽ nhớ ngươi chiến công, Diệp thần khoát tay một cái nói, không sao đây đều là nham thần thiên tôn che chở, hắn lại đem nham thần thiên tôn bảo tàng, còn dư lại 50% tài nguyên, toàn bộ giao cho đoàn thu sinh, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không chịu thu. Đoàn thu sinh nói, Diệp đại nhân, không cần, người cầm đi, Diệp thần thấy vậy, cũng chỉ tốt cố mà làm, đem những thứ này bảo tàng tài nguyên, toàn bộ nhận, rồi sau đó, hắn liền đem những thứ này bảo tàng tài nguyên, rất nhiều thiên tài địa bảo. Toàn bộ bổ túc đến mặt trời gay gắt mệnh tinh bên trong đi muốn thắp sáng viên này mệnh tinh, nhưng mà, cái này số lượng cao thiên tài địa bảo đưa vào đi, toàn bộ là châu đất xuống biển, mặt trời gay gắt mệnh tinh, vẫn không có chút nào thức tỉnh thắp sáng dấu hiệu, bên trong chỉ lơ lửng một viên ma tinh, là hắn đánh chết cửu dương tiên đế hấp thu được, tập 4419, mặt trời gay gắt mệnh tinh thức tỉnh, lại có thể gian nan như vậy, diệp thần nhất thời ra đầu tê dại, xem ra yếu điểm sáng viên này mệnh tinh, so hắn tưởng tượng. Còn phải gian nan rất nhiều, đoạn trí tôn, Đa tạ ngươi bảo tàng, ta cũng nên đi, nếu như sau này đụng phải nguy hiểm gì, có thể kêu gọi ta tên chữ, lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần thu liễm tâm thần, hướng đoàn thu sinh chắp tay, hắn là nham thần thiên tôn truyền nhân, vậy có thể nói là nham thần bằng hữu, nếu như bất hủ thần quốc gặp nạn mà nói, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, đa tạ, đoàn thu sinh có vẻ cảm kích, vậy hướng Diệp Thần chắp tay, đem Thiết Vương tọa, người đồ sát thánh bôi, chiêu võ linh vũ vân, vân pháp bảo đưa cho Diệp Thần, bất hủ thần quốc nhân quả, đến đây toàn bộ giải quyết, có thể nói là công đức viên mãn, Diệp Thần thuận lợi tu bổ thanh liên phân thân, còn chiếm được bất hủ tôn long cốt, long đằng mệnh tinh có tiến hóa có thể, hắn còn gặp được nham thần thiên tôn, hai bên trồng thiện bởi vì, tương lai tất được thiện quả, chỉ là lần này, Diệp Thần đánh chết đa bảo thiên quân, coi như là hoàn toàn cùng tử hoàng tiên cung xé rách ra mặt, tương lai đường, đem sẽ hơn nữa hung hiểm, hết thảy giải quyết vấn đề. Diệp Thần mang võ giao, rời đi bất hủ thần quốc, lần nữa trở lại tinh nguyệt giới, võ giao vấn đề, so Diệp Thần tưởng tượng, tựa hồ còn nghiêm trọng hơn. Nàng cháy từ bi huyết mạch, tiêu hao thực sự quá lớn, đến hiện tại vậy còn không khôi phục, nàng trở lại trong tinh nguyệt giới mặt, cũng là cần phải tiếp tục nghỉ ngơi, tinh nguyệt giới bên trong, trước mắt chấn giữ nhân vật, cường đại nhất, chính là giả mẫu phòng ngữ oanh, nàng là Diệp Thần tinh thần, là tương lai viên thứ ba mệnh tinh như vậy liên hệ chặt chẽ nàng tự nhiên vậy sẽ không tiếc giá phải trả bảo vệ diệp thần trưởng thành hôm nay nhâm phi phàm rời đi phong ngữ oanh mơ hồ thành diệp thần thứ nhất hộ đạo giả ở tinh nguyệt giới bên trong phong ngữ oanh thành lập một nơi đêm tối động thiên làm vì mình đạo tràng chỗ này đêm tối động thiên nhưng là khắp nơi xương trắng thi hài thậm chí chảy xuôi một ít thiên ma tinh hải năng lượng ba động hắc ám khí tức mười phần khủng bố diệp thần đi tới đêm tối động thiên gặp được dạ mẫu phong ngữ oanh hắn muốn tìm phong ngữ oanh nói một chút, thẩm vấn cổ vĩnh tiêu chuyện, nhâm phi phàm đặc biệt lưu lại cổ vĩnh tiêu cái đầu mối này, nhất định là có thâm ý, cái này cổ vĩnh tiêu, rất có thể và tương lai bố trí có liên quan, phong ngữ oanh đang một nơi đầm nước bên trong tắm, da thịt trắng nọn thấu rõ, phong cảnh khá là yêu nhã, nàng yêu nhã khí chất, cùng chung quanh khắp nơi xương trắng thi hài, quá mức không tương xứng, diệp thần thấy phong ngữ oanh ở tắm, nghiêng đầu đi. Ho khan một tiếng, phong ngữ oanh lạc lạc cười duyên nói làm sao người tới xem ta tắm sao diệp thần lúng túng cười một tiếng nói ngữ oanh cô nương nói đùa ta lần này tới là muốn hỏi một chút một người rơi xuống liền sử dụng nhâm phi phàm lưu lại lá cây giao cho phong ngữ oanh phong ngữ oanh thấy lá cây phía trên in cổ vĩnh tiêu ba chữ mặt đẹp cũng không khỏi hơi biến sắc nói ngươi muốn hỏi thăm cổ vĩnh tiêu rơi xuống diệp thần nói ưm um, cái này phiến lá cây là nhâm tiền bối để lại cho ta ta muốn biết cái này cổ vĩnh tiêu, rốt cuộc là ai? phong ngữ oanh nói, cái này cổ vĩnh tiêu, ta khuyên ngươi không nên đánh nghe quá nhiều, trên người người này nhân quả quá mức thần bí đáng sợ, ta không thể nói. diệp thần nói, tại sao không thể nói? ngữ oanh cô nương, chúng ta là đồng minh, nhâm tiền bối lưu lại cổ vĩnh tiêu cái đầu mối này, tất có thâm ý, ta phải phá giải. phong ngữ oanh yên lặng một tí, lẩm bẩm nói, đúng rồi, nhâm phi phàm lưu lại cái đầu mối này, chẳng lẽ hắn thật lấy là ngươi chính là thiên huyền cảnh tầng hai trời thì có tư cách chạm đến này cùng bí ẩn diệp thần nói cái này cổ vĩnh tiêu rốt cuộc là ai phòng ngữ oanh lại trầm ngâm một tí cuối cùng thở dài một cái không có dấu diêm nữa từ từ nói ngươi có thể từng nghe qua ám các truyền thuyết diệp thần sửng sốt một chút nói cái gì ám các phòng ngữ oanh nói ám các là năm đó lôi thần thiên tôn dưới quyền một thế lực đặc biệt là lôi thần thiên tôn thi hành một ít chật vật nhiệm vụ ví dụ như ám sát phe địch nhân vật trọng yếu, tham dò tình báo, nằm vùng gián điệp vân. Vân, ám các các chủ, là năm đó cửu thần thời đại, kinh khủng nhất sát thủ, truyền thuyết, hắn là chín thần trở xuống người thứ nhất, chỉ cần hắn ra tay, không người có thể chạy khỏi hắn ám sát, không người biết vậy ám các các chủ tên chữ, chỉ biết là hắn cuối cùng thi hành một cái nhiệm vụ, chính là ám sát lôi thần thiên tôn, hắn thành công. Lôi thần thiên tôn chết ở dưới tay của hắn, nghe nói hắn lần này thí chủ, là phụng đà đế cổ thần mệnh lệch thật không biết đà đế cổ thần cho hắn mở xảy ra điều gì điều kiện lại có thể có thể để cho hắn phản bội diệp thần chấn động trong lòng hắn gặp qua lôi thần thiên tôn ân làm thật chỉ là hắn không biết lôi thần thiên tôn nguyên lai là bị thủ hạ ám các các chủ giết chết vị kia ám các các chủ chính là cổ vĩnh tiêu diệp thần hỏi phong ngữ oanh lắc lắc đầu nói ta không biết có thể đi có lẽ người có thể đi hỏi một chút thủy thần diệp thần thủy thần phong ngữ oanh nói Đúng vậy, ta nghe nói năm đó ám các các chủ, thí chủ sau đó, đặc biệt thống khổ, tự giác tội nghiệt sâu nặng, đi liền tìm thủy thần thiên tôn, thỉnh cầu nàng tẩy rửa, thủy thần thiên tôn lạc thanh ly, chấp trường thủy hệ bí pháp, có cực tốt lọc sạch hiệu quả, thủy thần tẩy rửa, đủ để co rửa người nội tâm tội nghiệt, để cho nhân đạo tim khôi phục tinh khiết, diệp thần nghĩ ngợi một hồi, liền gật đầu nói, được, vậy ta đi liền gặp gặp thủy thần, cổ vĩnh tiêu cái đầu mối này diệp thần chỉ muốn mau sớm phá giải nếu như thủy thần thiên tôn lạc thanh ly có thể biết sau lưng nhân quả tự nhiên không thể tốt hơn nữa diệp thần cũng muốn đi thủy thần thiên tôn bên kia thuận tiện xác định tiêu tĩnh tình huống như thế nào người mới vừa trở về không cần gấp như vậy nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt phải biết dục tốc thì bất đạt quá mức hấp tấp nói không phải là chuyện tốt phòng ngữ oanh nói diệp thần trong lòng rét một cái gật đầu nói cũng tốt lập tức Diệp Thần liền thu liễm tâm thần, trở lại luân hồi máu trong cung nghỉ ngơi, cảm ngộ bất hủ thần quốc chuyến này được mất, lấy ta hôm nay trạng thái, cũng có thể tu luyện tịch thần sáu thức và đại mộ thần kiếm, Diệp Thần nghĩ thầm, hiện tại hắn tu vi đã đến thiên huyền cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, có thể thử nghiệm đi tu luyện tịch thần sáu thức và đại mộ thần kiếm, tịch thần sáu thức, trước mắt hắn cảm ngộ không tính là tốt vô cùng, mà đây đại mộ thần kiếm, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, truyền thừa từ mộ cung đặc biệt thần bí vậy vô cùng cường đại được gọi là có thể mai táng chư thiên luận kiếm pháp uy lực cái này đại mộ thần kiếm có thể nói là thiên đấu lớn đổ sắt kiếm trở xuống nhất là ác liệt kinh khủng tồn tại diệp thần sử dụng đại mộ thần kiếm tu luyện ngọc giản tĩnh hạ tâm lai bắt đầu cảm ngộ đại mộ thần kiếm bí pháp lớn mộ thiên táng mai táng chư thiên sát phạt vô địch tắm máu thương khung cái này đại mộ thần kiếm giết hại thần uy cực kỳ lợi hại Diệp Thần thử nghiệm cảm ngộ ra dữ liệu, nhưng là đặc biệt nhanh chóng, lập tức liền mò tới Đại Mộ Thần Kiếm tinh túy, cái này môn kiếm pháp, ta trước kia luyện qua, Diệp Thần trong lòng sản sinh ra một loại cổ quái cảm giác, hắn cảm thấy mình trước kia, tựa hồ tu luyện qua Đại Mộ Thần Kiếm, đối cái này môn kiếm pháp, tất cả ảo diệu biến hóa, đều là như vậy tại tim, cho nên, làm hắn giờ phút này, đi cảm ngộ Đại Mộ Thần Kiếm thời điểm, liền cảm thấy đặc biệt chót lọt, lập tức liền toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt phải biết, đây chính là tam thập tam thiên thần thuật à, hơn nữa còn là hạng trước 10 tồn tại, tu luyện ngưỡng cửa cực cao, năm đó phong hỏa linh tổ, cũng là bởi vì là có nguyên thiên đế chỉ điểm, mới có thể tu luyện thành công, nếu như không có nguyên thiên đế chỉ điểm nói, coi như phong hỏa linh tổ thiên phú cường hãn trăm lần, cũng không khả năng cảm ngộ, nhưng diệp thần, không có bất kỳ người chỉ điểm, nhưng hết lần này tới lần khác dễ dàng, liền lĩnh ngộ đại mộ thần kiếm tất cả bí ẩn. Tuy nói hắn thiên phú năng lực cực cao, nhưng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ đại mộ thần kiếm, điều này hiển nhiên không thể đơn thuần dùng thiên phú để giải thích, có chút cổ quái. Dường như, không phải ta đi qua luyện qua đại mộ thần kiếm, mà là tương lai luyện qua, tương lai thời gian tuyến, đầu ánh đến trên người ta, diệp thần mơ hồ cảm thấy một chút quỷ bí, ra đầu tê dại, đang suy tư sau một lúc lâu, hắn vậy không nghĩ ra câu trả lời, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, bất kể như thế nào, hiện tại lĩnh ngộ đại mộ thần kiếm hắn liền nhiều hơn một lá bài tẩy, tổng hợp sức chiến đấu cũng là lớn lớn tăng lên, cái này tự nhiên là chuyện tốt, còn như tương lai ván cờ, vậy thì cùng tương lai nói sau, hiện tại trọng yếu nhất, chính là không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, là tương lai làm chuẩn bị, ở luân hồi máu trong cung, diệp thần tu luyện cảm ngộ ba ngày. Cái này ba ngày thời gian, hắn lòng đằng mệnh tinh, vậy từ đây trước long hồn nổ tổn thương bên trong, khôi phục như cũ huyết long còn ở chiếm đoạt bất hủ tôn long cốt tiến triển có chút chậm chạp nhưng là vững bước đẩy tới chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian nó là có thể hoàn toàn chiếm đoạt dung hợp lợi dụng bất hủ tôn long cốt lực lượng để cho long đằng mệnh tinh lột xác trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cấp diệp thần đoán chừng cũng nên lên đường cổ vĩnh tiêu cái đầu mối này hắn phải điều tra rõ thanh ly cô nương có thể nghe được thanh âm của ta không diệp thần trong lòng kêu gọi thủy thần thiên tôn tên chữ truyền thuyết bên trong thủy thần thiên tôn Lạc Thanh Ly, là cái cuối cùng gặp qua cổ vĩnh tiêu người, cũng là nàng, là cổ vĩnh tiêu tẩy rửa, đãng địch tội nghiệt, diệp thần tiểu ca ca, là ngươi đang kêu gọi ta sao, ở diệp thần tiếng kêu truyền ra không lâu sau, Lạc Thanh Ly thanh âm, cũng là truyền tới, ưm, ừ, Thanh Ly cô nương, người ở nơi nào, diệp thần hỏi, ta ở Thủy Nguyệt Động Thiên, người muốn tới sao, ta cho ngươi tọa độ, Lạc Thanh Ly truyền đến một đạo tọa độ, còn nói, Ta và tiêu tĩnh tỷ tỷ chung một chỗ nha, diệp thần nói thanh ly cô nương vậy ta đi qua gặp ngươi có chút việc muốn hỏi ngươi lạc thanh ly nói hảo nha tiểu ca ca vậy ngươi tới đi diệp thần ừ một tiếng gật đầu một cái chợt liền biến dạng hư không dọc theo lạc thanh ly cho tọa độ trực tiếp phá không đi rất nhanh hắn liền đi tới một cái sơn thanh thủy tú địa phương đứng ở một cái nước động lối vào trước nơi này chính là lạc thanh ly lãnh địa thủy nguyệt động thiên diệp thần đứng ở thủy nguyệt động thiên lối vào liền thấy động thiên bên trong một cái xinh đẹp đáng yêu ăn mặc màu thủy lam quần áo thiêu nữ mặt lộ vẻ nụ cười chạy chạy đến chính là lạc thanh ly lạc thanh ly vừa ra tới chính là hì hì cười một tiếng chạy tới ôm lấy diệp thần hôn môi hắn gỏ má một tí diệp thần sửng sốt một chút nói làm sao lạc thanh ly trong tròng mắt tràn đầy quyến luyến ý nói tiểu ca ca ngươi không thích sao diệp thần tằng hắng một cái sợ một cái mới vừa bị lạc thanh ly hôn qua địa phương nói không phải là không thích chính là có chút đột nhiên lạc thanh ly hì hì cười một tiếng nói không việc gì đột nhiên lần trước chúng ta không phải hôn qua rồi sao ta thích ngươi chỉ đơn giản như vậy luân hồi huyết mạch có đặc biệt mị lực đối với người khác phái có sức hấp dẫn thật lớn coi như là thần minh vậy sẽ chịu ảnh hưởng lần trước lạc thanh ly là diệp thần chữa thương khôi phục đan điền căn cơ khi đó Hai người từng có ra thịt gần gũi, từ một khắc kia bắt đầu, Lạc Thanh Ly chỉ thích Diệp Thần, nàng tuy là thủy thần, nhưng tính tình đơn thuần, ngược lại cũng không sẽ che giấu cái gì, thoải mái liền biểu đạt ra mình thích.